Uầy, tôi thực sự là bất ngờ. Tôi khá là bất ngờ luôn, tại vì hôm trước tôi có được ngồi nói chuyện với một bên làm phân phối Amat chính hãng về Việt Nam. Và thời gian vừa rồi thì họ cũng cho ra một cái sản phẩm dành riêng cho thị trường Amat, đó là những ống 10ml của Amat luôn. Và tôi có ngồi tôi nói chuyện, tôi bảo là chắc là tại vì Club Le Nui Limited ở Việt Nam nó là một cái phiên bản clone khá là tốt của chai nước hoa Quýt Aventus, nên khả năng nó sẽ là doanh số bùng nổ. Thì câu trả lời tôi nhận được đó là không. Tôi kiểu, cái gì? Thế thì ở Việt Nam chai nước hoa nào là chai nước hoa bán chạy nhất của nhà Amat? Thì tôi được nghe câu trả lời đó chính là chai nước hoa này. Wow, bị sốc ấy. Và tôi đã phải lên các sàn thương mại điện tử khác nhau, đặc biệt là TikTok, một cái chợ, một cái shop, một cái sàn thương mại điện tử mà cái lượng mua sắm cực kỳ khủng. Thì đúng thật, đây là chai nước hoa bán cực kỳ chạy với doanh số khủng khiếp. Xong rồi tôi còn lên thêm Fragrantica để tôi xem đánh giá. Và có một con số mà tôi khá là bất ngờ, tại vì tôi ít khi để ý những cái đánh giá về nhà Amat. Và 1.200 phiếu, trong đó thì được chấm 4.13 trên 5 điểm về mùi hương này. Wow. Mặc dù em nó đã vào Việt Nam khá là lâu, cũng ngửi từ năm 2018-2019 rồi, nhưng không nghĩ rằng đây là một sản phẩm mà các chị em phụ nữ mua nhiều đến như vậy. Và ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cảm nhận về em nó. Mặc dù kênh làm 4 năm rồi nhưng mà mùi hương này thì chưa hề nói qua một xíu nào. Xem là nó có đáng mua hay không. Và cũng có thể là bú tí chen một tí, bú tí view một tí. Tại vì đợt này flop chuyên mục nước hoa nữ quá nên là đang mất động lực làm nước hoa cho nữ, nước hoa cho nam vào mùa thu. Video ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ cảm nhận về em nó và bắt đầu nhá. Đầu tiên thì Club Le Nui Woman, đây, nó được coi rằng một phiên bản clone rất tốt của Chanel Coco Mademoiselle. Em nó đây. Đó. Thì em này nó ra mắt cũng khá là lâu rồi, và đến thời điểm hiện tại thì nó đã có khá là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Mình thì cũng chưa được thử hết, có thử qua một hoặc hai bản nữa, nhưng mà cá nhân mình vẫn thích cái phiên bản này nhất. Và có một cái câu chuyện đó là mình đọc một cái bài phỏng vấn khi mà nói về cái thương hiệu Chanel, đặc biệt là cái sự thành công của Chanel No. 5, thì Coco Mademoiselle là một trong những cái mùi hương mà người ta tạo ra với một cái hy vọng rằng là đứng trên vai người nổi tiếng, có nghĩa là ăn theo sự thành công của Chanel No. 5. Thì Mademoiselle lại là một mùi hương được đánh giá cực kỳ cao, và nó cũng tạo được một làn sóng cực kỳ lớn. Và em này thì theo như đánh giá của cộng đồng những người sử dụng nước hoa, nó là một cái hình ảnh của một người phụ nữ ở thời kỳ hiện đại. Nó vẫn mang một cái nét sang trọng, một cái nét quý phái của nhà Chanel, nhưng mà nó không bị già và cổ điển kiểu hơi hướng kiểu vintage cũ như là ở chai Chanel No. 5, nên nó luôn luôn là một trong những lựa chọn rất ok, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam với những người phụ nữ đứng tuổi. Và em này đương nhiên rằng với một nhà clone thì nó cũng sẽ làm clone giống với một sản phẩm nổi tiếng và với một giá thành rẻ hơn. Thì chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua một xíu về phần thiết kế. Nó mang một cái thiết kế rất đặc trưng của nhà Amat thôi. Đó. Chai này thì cá nhân mình nghĩ rằng là đây là, nếu như là mình là một bạn nữ thì mình sẽ không mua chai nước hoa này, tại vì thiết kế nó quá xấu. Vì chị em ngoài còn mùi ra, các chị em đôi khi còn thích về ngoại hình để còn bày, đặc biệt là nhiều mấy anh đẹp trai, anh nào mà trông sáng sủa cao ráo thì luôn luôn được chấm điểm cao rồi. Và cái thiết kế này thì nó quá nặng và xấu. Cái phần dui thì rất là giống so với cái dui của Chanel Coco Mademoiselle. Đó, cũng là một cái mùi phớt hồng kiểu cánh hoa anh đào. Và ở đây thì nó có một cái, đó là những sản phẩm của nhà Amat thì nó thường xuyên bị đứt cái xích này nếu như mà không bảo quản kỹ, hoặc là nhiều khi đen. Thì các bạn cũng có thể thấy rằng là khi mà vừa mở hộp ra thì nó đã đứt rồi. Đó. Và chai nước hoa này thì được một cái là đáy rất dày, nên là các bạn hoàn toàn có thể cho nó rơi thoải mái mà không sợ nó vỡ đâu. Hôm trước tôi thấy có mấy shop nào test cái chai nước hoa này rơi từ trên rơi xuống mà chạm đáy thì gần như là chả vấn đề gì cả. Thì đó là một cái điểm lợi thế. Nhưng mà với tôi đây là một sản phẩm nước hoa nữ, tôi chê về phần thiết kế. Đó. Thế thì về phần mùi hương nó sẽ như thế nào? Thì Chanel Mademoiselle
là một trong những cái mùi hương với một cái nét đó là patchouli, citrus cùng với hoa hồng rất đặc trưng. Thực ra tôi đã có một cái video review rồi, và với cá nhân tôi thì đây là mùi hương rất hợp với những bạn nữ làm văn phòng và có xu hướng là tầm từ 27 cho đến 30 tuổi trở ra. Và mình luôn luôn nói với các bạn rằng những sản phẩm của nhà Chanel thì đa phần nó không dành cho các bạn trẻ tầm 20 tuổi, khi mà các bạn chưa định hình được phong cách cụ thể. Các bạn cứ nhìn cái hướng thiết kế thời trang của Chanel ấy, thì các bạn cũng có thể hình dung ra được những cái sáng tạo về phần mùi hương, hay là kể cả về những đồ trang sức. Họ sẽ nhắm tới tệp khách hàng đã có thể tập trung được cái phong cách cụ thể. Nên những cái mùi hương của nhà Chanel thì với những bạn nào mới thì mình không khuyến khích các bạn dùng những sản phẩm của nhà Chanel khi các bạn chưa xác định được cái phong cách cụ thể. Và có một cái đó là có con Chanel Chen thì có thể dễ dùng một tí, nhưng mà cảm giác cô những cái mùi hương đấy nó vẫn có phần tiểu thư, nó vẫn có phần hơi kiểu gọi là sang trọng quá so với những người dùng cơ bản. Nên là với mình thì đấy là một cái mà mình muốn gửi gắm đến các bạn để các bạn hiểu hơn. Còn đối với cái sản phẩm Club de Nuit Woman này thì nếu như có dịp thì các bạn hãy thử hai mùi hương này, tại vì đây là hai mùi hương mà nếu như đi ra shop thì các bạn sẽ thấy rằng là nó luôn luôn có ở trên kệ. Thì hai mùi này khi mà các bạn xịt ra tay ấy, thì các bạn đã nhận thấy ngay cái sự khác biệt. Có thể ngửi thoáng qua nó có đâu đó một cái nét nào giống thôi, đặc biệt là cái vai trái cây. Nhưng mà với cá nhân mình ấy, thì ở cái phiên bản Club de Nuit Woman này thì khi mà mình xịt ra ấy, nó sẽ là một cái bay mùi trái cây, nhưng mà nó không phải là cái hướng trái cây kiểu tươi hẳn, mà nó sẽ là một cái tổ hợp trái cây làm kiểu hơi hơi mix cùng với một tí kem, nó tạo nên một cái độ mịn và hơi phấn phấn một xíu. Còn đối với cái phiên bản này thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét trái cây nó khá mờ nhạt, và cái nét chủ đạo mà các bạn nhận thấy ở trong Coco Chanel Mademoiselle ấy, đó là một cái bay mùi hơi kiểu patchouli. Nó tạo nên ngay một cái sự đằm thắm và một cái nét hơi tối và trưởng thành dành cho người mặc nó. Và nếu như xịt hai con này lên tay thì các bạn sẽ hình dung luôn đây là một cô gái trẻ, đó là Club de Nuit. Còn bên này là một bà chị, một bà chị nữa, chứ tôi không nói là tầm già hẳn nhá. Thì đây là một cô gái đôi mươi, còn đây là một cô gái tầm 27 tuổi, đã có công ăn việc làm rất ổn định, thậm chí rằng là có địa vị luôn đó. Và khi mà hai mùi hương này dry down ở trên da ấy, thì nó cũng đi theo hai chiều hướng khác nhau. Ở Chanel thì cái nét chua nó sẽ bớt đi, và các bạn nhận thấy cái nét đất cùng với cái nét hoa hồng lên cực kỳ rõ, nhưng mà chủ đạo sẽ là hoa hồng cùng với trái cây thế thôi. Còn mùi hương nó trở nên thành một cái mùi rất là đằm thắm, mặn mà. Các bạn cứ nhìn hình ảnh mà mình nói ở trong cái chai nước hoa này khi mà mình review, đó là cái hình ảnh của chị Mỹ Tâm. Hiện nay thì có Việt Nam Idol, các bạn cứ nhìn cái phong cách của chị Mỹ Tâm ăn mặc như thế nào, về độ tuổi, về cái tác phong cũng như là những cái cử chỉ lời nói, nó cực kỳ phù hợp. Và nếu như mà tôi mà là Chanel vào đến Việt Nam thì tôi sẽ chọn chị Mỹ Tâm là gương mặt đại diện cho cái mùi hương này, phải nói một điều là như vậy. Còn đối với cái phiên bản Club de Nuit em này thì nó mang tới một cái sự trẻ trung ngay ban đầu, sáng hơn, tươi mới hơn. Nó không bị cái nét patchouli, cái nét đất đẩy lên, và chủ yếu sẽ là một cái bay mùi trái cây xuyên suốt, và bề sau thì nó xạ sạch. Nên là có thể nói rằng Club de Nuit đang định hướng mục tiêu sẽ trở thành chị đại. Nhưng cô nàng này còn quá trẻ. Cô nàng này cũng thực sự rằng là chưa có một cái sự sâu sắc ở trong về phần mùi, chưa có một cái chiều sâu, và cảm giác rằng là những cái gì mà Club de Nuit Woman đấy mang tới nó chỉ đơn giản là một cái lớp quần áo, một cái vỏ bọc, chứ nó không có cái khí chất bên trong. Đấy là cái điều mà tôi nhận thấy, mặc dù tôi đã cố gắng rất là để thưởng thức cái mùi hương này. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái lý do vì sao mà chai nước hoa này được bán chạy là tại vì em nó được mệnh danh rằng giống mùi này, nhưng mà nó lại dễ dùng và trẻ trung hơn, và đặc biệt là giá thành nó cũng rất rẻ nữa. Nên Club de Nuit Woman dành cho nữ này nó sẽ là một trong những chai nước hoa mà bán rất chạy ở trên TikTok. Đấy, đây là một cái mùi hương dành cho một người phụ nữ có cái xu hướng là theo đuổi một phong cách hơi cổ điển, nhưng nó có sự mặn mà và đằm thắm, đặc biệt là độ tuổi hướng tới sẽ là tầm từ 27 cho đến 28-30 tuổi đổ ra. Và cái mùi hương này thì các bạn mặc ở trong cái
Không, các bạn sẽ gặp ở trong môi trường văn phòng cực kỳ nhiều, đặc biệt là ở những vị sếp. Và đây có lẽ là một trong những cái mùi hương mà nếu như các chị em nào đi shopping, đặc biệt là những chị em đã có gia đình làm ở trong môi trường văn phòng, cần một cái sự kiểu business chuyên nghiệp, thì mùi hương này các bạn nhận thấy cực kỳ nhiều. Còn đối với woman, một cô tiểu thư đang cố gắng trở thành một quý cô như là Chanel Mademoiselle, và độ tuổi của em này thì mình nghĩ là cũng có tầm từ 18 cho đến 20 là các bạn hoàn toàn có thể mặc được rồi. Nó không quá già như ở chai nước hoa này. Nên là nếu như các bạn đang cố gắng tìm cho mình một cái phong cách để theo đuổi thì chai nước hoa này vẫn có thể mua rất ok nha. Đấy là câu chuyện về mùi. Bây giờ chúng ta nói đến phần giá thành và phần hiệu năng. Có một cái đó là những người mới thì chúng ta luôn luôn muốn một cái mùi hương sang trọng, đẳng cấp, rồi trở nên lịch thiệp hay là kiểu sexy và quyến rũ. Và các bạn luôn luôn có những cái yêu cầu đi kèm, đó là giá thành phải rẻ, hiệu năng phải tốt. Thì Club de Nuit nó đã đáp ứng cho các bạn một cách rất là khéo léo. Nó tạo cho các bạn một vỏ bọc giống với Chanel Mademoiselle. Và cái hiệu năng của nó thì cũng rất là tuyệt vời. Em này trên da mình lưu đâu đó khoảng tầm 7 tiếng đến 8 tiếng và nó tỏa khá là tốt ở trên da, tầm hơn nửa cánh tay. So nó với phiên bản gốc thì có thể nói rằng là nhiều khi mình cảm thấy nó cũng tỏa tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà với cái phiên bản này thì tôi cảm giác là mùi hương nó có cái độ lực, độ đậm hơn, nên là khi mà nó lưu ở trên da tôi cũng cảm thấy rằng là Chanel Mademoiselle nó nhỉnh hơn về độ lưu. Nhưng mà về độ tỏa thì Club de Nuit của mình làm cực kỳ tốt. Và đặc biệt là với một cái giá thành, em này đâu đó tầm một củ khoai cho một chai, ở đây là chai 105ml, quên, tôi cứ quên cái dung tích của nhà Amat, thì đây là một lựa chọn quá rẻ. Và đó chắc chắn là điều mà các chị em luôn luôn mong chờ. Mùi giống mùi nổi tiếng này, đặc biệt là một sản phẩm Chanel, hiệu năng thì cũng không kém gì, rồi giá thành thì rẻ, thì đó đương nhiên là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của các chị em trên các nền tảng TikTok rồi, đúng không? Và bây giờ thì tôi đã thực sự hiểu tại sao em nó lại có một cái doanh số khủng khiếp đến như thế. Và cuối cùng đó là quan điểm của mình là chai nước hoa này nó có đáng mua hay không. Mặc dù mình có chê về phần mùi hương, không phải là chê mà là đánh giá phần mùi hương so với Coco Chanel Mademoiselle thì nó không tới, không phải là một cái phiên bản clone hoàn toàn giống 90% như những người đã chia sẻ, mà mình thấy rằng là đâu đó khoảng tầm 80% thôi. Nhưng mà với một cái tầm tiền mà các bạn bỏ ra tầm 1 triệu cho một chai 105ml thì mình nghĩ rằng đây là một trong những lựa chọn phù hợp với túi tiền. Đấy, giá rẻ, mùi hương clone, rồi hiệu năng ok, đặc biệt là dễ mua ở trên thị trường. Chai này thì tôi đã không rõ là nó đã có fake hay chưa, nhưng mà chắc là cái việc mà các bạn mua, đặc biệt là ở bây giờ đã có bên phân phối chính hãng rồi, thì cái việc mà dính fake thì nó cũng rất rất ít. Và đây là một trong những chai có lẽ rằng là hiếm hoi của nhà Amat dành cho nữ mà tôi thấy ok, các bạn hoàn toàn xứng đáng bỏ tiền để mua. Và xin xác nhận rằng nó hoàn toàn phù hợp với những cái đánh giá ở trên các nền tảng khác nhau, đặc biệt là số lượng mua ở thị trường Việt Nam nữa. Vì thế thì xin xác nhận em nó là một chai nước hoa ổn, mua được, rất phù hợp với những người mới. Còn những ông nào hay là những bà nào chơi nước hoa và ui em này thấy bình thường, authentic thì thôi bỏ qua nhá, tại vì giá thành nó chỉ có thế thôi. Và nó đôi khi chúng ta phải đứng ở trên một cái góc độ là một người dùng cơ bản, dùng bình thường chưa biết gì, thì các bạn mới đánh giá được rằng là nó có xứng đáng hay không. Còn nếu mà đứng ở trên cái góc độ là một người kiểu chơi nước hoa rồi, thử qua nhiều rồi, và các bạn kiểu khắt khe, khó khăn trong những cái nhận diện, những cái đánh giá về một sản phẩm làm clone, thì mình nghĩ rằng là chắc là chả chai nước hoa nào đáp ứng được nhu cầu đâu. Đó. Và nếu như bạn đã từng thử qua em này hay là có em này ở trong tủ thì rất là mong bạn có thể chia sẻ những cảm nhận của các bạn. Dù là một lời chê hay là nhiều lời chê hay là một lời khen đơn giản thì chia sẻ lên để cho mọi người cùng biết. Và video đến đây thì xin phép được kết thúc, và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.